Cho quý vị biết mình đừng có lười lại sám hối nha. Phải siêng lại. Lại ngắn lại dài gì cũng được. Thí dụ mỗi ngày sám hối cũng được. Trước khi đi ngủ, đứng trước bàn Phật: con xưa vốn tạo các vọng nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. Rồi hoặc là mình không thuộc cái bài đó thì mình tự mình nói: con thành tâm lễ Phật, nguyện cho con tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Cái nghiệp của mình đó, quá khứ thì quá trời, rồi nó mới dẫn mình tới đây nè. Rồi trong đời này thì cũng không sám hối nghiệp cũ, lại tiếp tục làm gì? Tạo tiếp. Cho nên chồng chất. Mà sám hối thì tháng lần hay là ngày buổi vậy đó. Mà mình nói ủa sao mình sám hối cái hoài mà thấy tội không tiêu. Sám hối thì cũng có, nhưng mà mình tạo cũng đâu có ít. Có đúng không? Mình tạo cũng không ít. Mà bây giờ mà kiểm lại á, là hầu như á, không có ngày nào mà chúng ta không có tạo lỗi. Có thể tội thì không. Quý vị nhớ Pháp Hòa cứ nói hoài hai chữ tội và lỗi. Thế nào gọi là tội? Biết mà mình vẫn cố làm thì gọi tội. Vô tình mà phạm thì gọi lỗi. Thí dụ như bây giờ cái ly nước này mình biết nó dơ, nó có thuốc độc, mà vẫn đem cho người ta uống thì đó là tội à. Nhưng mà cái ly nước này có độc mà mình không biết, mình thấy nó trong trẻo như vậy, mình đem cho người ta uống vì mình không biết, thì uống vô cái người đó bệnh thì chết, thì cái đó lỗi thôi. Tức là cái lỗi của mình là không biết thôi, chứ còn không có tội. Cái gì mình biết mà mình vẫn cố làm là tội. Còn mà mình không biết, thí dụ như bây giờ quý vị để ý nè, leo lên lúc mà mình đi xe đó, hai ba người đi chung thì người ta nắm cái thành xe, người ta leo lên, mình là ngồi trước, mình leo lên, mình ngó đằng trước, mình lấy cái tay mình gặp cái rầm thì cái tay của người kia bị dập. Tôi xin lỗi. Tại sao xin lỗi? Tại vì tôi không thấy, tôi không biết. Cái tật của tôi là lên là tôi cũng ngó thẳng đằng trước à. Rồi cô có thói quen tay tôi đưa ra, tôi kéo cái cửa, cho nên tôi làm cái rầm dập cái tay của anh của chị. Cái đó cái lỗi thôi. Nhưng mình rõ ràng mình nhìn cái kiến hậu, mình thấy cái tay của cái anh cái chị đó mà. Bây giờ giả bộ ngó chỗ khác làm cái rầm chơi. Cái này là tội. Vậy quý vị hiểu được cái chữ tội với lỗi mà Pháp Hòa hay nói hoài. Cho nên á, mình bước ra ngoài đường mình lỡ đạp con sâu con kiến cũng có tội. Con có lỗi. Hồi chiều này có anh Phật tử, anh nói ngày mai sáng con lên trên Tây Thiên có một cái khóm đất, hôm trước đào một cái ống để mình đặt mấy cái cống mà chưa, cái miếng đất đó nó còn nhô lên cho nên cắt cỏ khó quá. Ngày mai con lên con ban ra cho nó bằng. Thì Pháp Hòa dặn ngày mai lên đó làm, trước khi làm nhớ đứng tuyên bố là tôi sắp sửa ban cái khóm đất này, có những loài côn trùng nào ở trong đất này xin nhớ hãy tránh ra, để không thôi tôi làm chết quý vị. Cho nên mình mới có cái bài kệ tụng mỗi buổi sáng trước khi mình đi, mình sợ lỡ đạp côn trùng mà nó chết á, thì mình phải đọc cái bài kệ: sáng trưa chiều và tối mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sinh. Tức là mình nói với các anh trùng, anh dế, anh gián gì dưới chân mình á, sáng trưa chiều và tối mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sinh. Mình tụng cái tiếng Hán là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Nếu mình thuộc tiếng Hán mình đọc tiếng Hán, không thuộc tiếng Hán thì mình tụng tiếng Việt. Nhưng mà bây giờ á, đâu phải mình đạp người ta một cái mình nói nguyện anh sanh tịnh độ.
cái điều kiện mà cái con vật dưới chân mình nó sanh tịnh độ là chính bản thân mình phải tu. Vì mình tu á, thì trong thân tâm mình ít nhiều nó có được chút công đức. Nó có một chút công đức, nó có một chút phước đức. Mà lỡ mình đạp thì người ta cũng nương nhờ cái công đức tu của mình mà người ta siêu. Còn mình không tu gì hết thì làm sao mình đủ công đức để mà mình độ cho cái con vật đó. Đó, cho nên quý vị thấy là nói như vậy không, mình không có nói với côn trùng không, mà nói với mình luôn nha. Sáng, trưa, chiều và tối mọi loài hãy giữ gìn. Mình cũng nói với chính mình là nếu lỡ ai đạp mình á, tức là ai khiều quẹt mình chút á, thì nhớ cũng nguyện cho mình được siêu sinh. Cái chữ đạp đây á, nó không có khẳng cái nghĩa là dẫm đạp lên mình. Chữ đạp này là gì? Nhiều khi người ta nói xấu, nói tốt mình, nhiều khi người ta khiều quẹt mình, nhiều khi người ta nói thế này thế kia với mình, giống như đạp mình đạp vậy đó. Thấy không? Thì mình cũng nguyện cho mình cũng được siêu sinh, vì mình cũng là một trong các loài. Cho nên mình tự thân mình tu là vậy. Mình tu mình mới có công đức. Bây giờ nó tu biết tu gì hết, tu biết tụng kinh chứ không à. Tụng kinh cũng có phước. Tại vì thay vì cái miệng mình nói bậy nói bạ thì mình dùng thì giờ mình tụng kinh. Mà tụng kinh thì nó được cái công đức của tụng kinh. Cho nên mình không tụng kinh, mình nghĩ tùm lum tà la, mình nghĩ xấu, nghĩ tốt, nó tạo ra cái lỗi của cái suy nghĩ. Cái miệng mình nói tùm lum tà la thì nó lỗi của cái miệng. Cho nên thân khẩu ý của mình mỗi ngày cần phải gạn lọc. Rồi người ta hỏi vậy chứ bây giờ tôi anh biểu tôi tu mà tu làm sao? Nó dễ lắm. Đạo Phật dạy tu rất dễ, tu ba điều thôi. Tu thân, tu miệng, tu ý. Đó. Cho nên ai mà hỏi á, đạo Phật dạy tu mà tu cái gì? Bây giờ nói nhiều quá, tôi không biết tu làm sao hết trơn á, mình nói gọn cho người ta nghe. Giữ cái thân, đừng làm bậy. Giữ cái miệng, đừng nói bậy. Giữ cái ý, đừng nghĩ bậy. Quý vị nhớ hồi nãy qua đọc không? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Đó, bây giờ người ta hỏi mình á, đạo Phật dạy quá trời quá đất, bây giờ anh tóm lược giáo lý nhà Phật cho tôi nghe, cho nó gọn gãy cho tôi nhớ coi. Thuộc bốn câu đó giùm nói cho người ta nghe. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Mà không phải một Phật đâu nha, chư Phật dạy. Ngày xưa ông Bạch Cư Dị, ông đến gặp Ô Sào Thiền Sư. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho pháp tu căn bản. Hòa Thượng đọc bài đó đó. Đừng làm ác, nên làm lành, giữ tâm trong sạch. Ông Bạch Cư Dị ông nói trời ơi, tưởng Hòa Thượng dạy cái gì cao siêu. Mấy cái câu này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc. Hòa Thượng mỉm cười, Hòa Thượng nói đúng, con nít 8 tuổi thuộc, ông già 80 tuổi làm không xong. Mình đúng không? 80 tuổi mà chưa chắc là mình giữ cái điều gọi là không làm ác mà nên làm lành. Vì vậy cho nên á, khi mà người ta giảng kinh nói pháp á, người ta nói nhiều lắm, giảng đủ thứ kinh, nói nhiều giáo lý. Nhưng mà rồi bây giờ mình tóm thâu là một câu, nhiều đó đó. Hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy đó. Đừng làm ác, nên làm lành, giữ tâm trong sạch. Mà tâm mà trong sạch rồi thì làm gì có nói ác và làm ác được. Bây giờ nói cho nó người ta rõ nghe nữa thì nói sao? À, đừng làm ác, đừng nói bậy, đừng nghĩ bậy. Một cái khi mình nghĩ xấu thì ác thần theo mình, ủng hộ mình liền, support mình liền. Cho nên cái ác đó nó trưởng. Quý vị nhớ không? Trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ Quy Sơn nói là sao? Trưởng ác tri kiến. Trưởng là trưởng tức là mình làm cho lớn lên. Trưởng cái ác tri kiến ta là làm cho cái hiểu biết xấu xấu ác của mình nó lớn cao lên.
Không dám. Cho nên mình tụng kinh có lợi lắm. Đó, như hồi nãy cái bài hồi nãy mình tụng đó nha. Quý vị cứ thuộc đoạn đoạn 4 câu 4 câu vậy mà ráp. Bây giờ không cần thuộc hết, nếu thuộc không nổi thuộc 4 câu. Hết 4 câu đó mình thuộc 4 câu nữa. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được. Thuộc 4 câu đó. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc tu tạo phước lành như chính con làm được. Xin kẻ mù được sáng, kẻ điếc lại được nghe. Rồi gì nữa? Kẻ nghèo được ấm no, kẻ ốm đau lành mạnh. Mình thuộc cứ 4 câu 4 câu mà mình thuộc như vậy rồi, cả ngày mình ướp trong thân tâm của mình bằng cái giáo pháp. Cho nên mình tụng cái bài Tán Hộ Pháp: thường định, thường trì định phục dĩ tư thân, hãy lấy áo của thiền định che thân của mình. Hôm nay mình tiếp tục. Nãy giờ Pháp Hòa nói thêm một chút là để cho chư vị mà hôm nay không có dự 16 buổi của Thủy Sám đó, thì mình hiểu Thủy Sám là tụng cái gì. Thủy Sám tức là lấy cái nước từ bi mà rửa sạch tất cả mọi oan khiên oán thù. Không có cái nước nào rửa sạch tội lỗi bằng cái nước từ bi á. Nước tình thương mới rửa được. Cho nên trong Pháp Cú Kinh đó, có câu đó: lấy hận thù mà diệt hận thù thì đời này không thể nào có được. Lấy từ bi mà diệt hận thù thì điều đó có thể xảy ra, và đó là cái luật giải quyết ân oán. Quý vị coi phim Tàu coi, sư phụ mà chết, sắp chết rồi mà cũng không dạy cho đệ tử một câu gì hết, cũng ráng nói được một câu: nhớ trả thù cho sư phụ rồi tắt chết. Phải chi mà sắp chết rồi nói con ráng sống cho đàng hoàng, đúng là cái tiêu chí của sư phụ chứ. Cha mẹ mà sắp chết cũng vậy, cha mà chết thì mẹ dạy con võ công tưởng sao, cũng để trả thù. Rồi cất hết những cái bảo vật gì đó cũng để một ngày nào đó phục thù. Rồi khi mà phục thù xong xuôi chết quá trời, trong cái thời gian mà đi trả thù đã chết một lọt, bắt đầu mới tỉnh. Mới đứng ngay biển cầm cái dao bẻ cái bụp dục xuống đó: thôi từ nãy ân oán hết. Phải chi mà trước đó thì đâu có chuyện gì để nói. Cho hồi xưa người ta nói cái câu: điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim mà nó sắp chết, tiếng kêu của nó nghe bi thương lắm. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Người mà sắp chết nói lời lành. Còn mình mà sắp chết mà biểu người ta trả thù trả hận nữa thì chưa phải là điều lành. Cho mình thấy giữa cái thánh với cái phàm nó khác nhau chỗ đó. Giống như bậc thánh, đệ tử tới nói: thưa thầy, trước khi thầy chết xin dạy cho chúng con một lời cuối cùng. Người thầy chỉ vô miệng. Các đệ tử nhìn vô miệng thầy, cái gì còn, cái gì mất. Đệ tử nhìn hồi nói: dạ bạch thầy, răng thầy rụng hết mà cái lưỡi thầy còn. Ông thầy nói: đúng thế, đúng thế. Cái răng nó cứng ngắc cho nên nó rụng, cái lưỡi nó mềm mại cho nên nó còn. Các con sống ở đời, nhớ đừng có cố chấp cứng ngắc thì nó dễ gãy như răng. Mềm mỏng nhu nhuyến sống ở đời thì giống như cái lưỡi tồn tại. Đó, đó là nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Người ta sắp chết ta nói lời lành vậy đó. Còn mình sắp chết mình chỉ mình nói: lấy cái gói đó ra đây. Lấy cái gói đó ra, nói con nhớ nghe không, đây là hình của kẻ thù.
Đây là gia phả của kẻ thù, con nhớ tìm nó để phục thù, vân vân. Làm sao mà hết được? Cho nên không có thể nào rửa sạch những cái oan khiên. Đây là cái lời trong văn Thủy Sám Quyển Trung. Đảnh lễ Phật rồi lại sám hối tiếp. Đệ tử chúng con trong giờ phút này thân tâm thanh tịnh, không còn hoa dạng, không còn vướng mắc. Đích thị là lúc sinh thiện diệt ác, nên cùng phát thêm bốn thứ quán sát để làm phương tiện diệt trừ tội ác. Quán sát nhân duyên là một, quán sát quả báo là hai, quán sát bản thân là ba, quán sát thân Phật là bốn. Bây giờ ở trong này nói đệ tử chúng con lễ Phật rồi, theo cái cách mà sám hối của mình á, là sau khi mình đảnh lễ Phật xong rồi á, thì mình ngồi xuống hoặc mình quỳ xuống, mình tụng một cái lời sám hối. Giống như nãy vậy đó, lễ Phật rồi thì bắt đầu ngồi xuống tụng một cái bài sám. Thì ở trong này mới nói đệ tử chúng con đảnh lễ Phật rồi, bây giờ lại sám hối tiếp. Bây giờ mình sám hối làm sao? Sám hối rồi, lễ Phật rồi, bây giờ chúng con trong giờ phút này thân tâm thanh tịnh. Thân là cái gì? Thân là tượng trưng cho bên ngoài, tâm là tượng trưng cho bên trong. Người sống ở đời thì mình có thân, có tâm, hay nói một cách khác là mình có bên ngoài và mình có nội tâm. Bây giờ mình mong làm sao bên ngoài thì mọi thứ được vắng lặng, bên trong thì mọi thứ được yên ổn. Cũng giống như mình có một cái gia đình vậy đó. Mình mong làm sao mình ra đi, mình ra đời, mình làm việc á, mọi việc được tốt, về đến nhà thì gia đình mình bình an. Có đúng không? Như vậy thì cuộc sống của mình hàng ngày á, mình đều đối nội và đối ngoại. Có đôi khi nó khổ quá đó, bên ngoài phải đối ngoại rồi, bên trong về nhà lại trời ơi đủ thứ gây gỗ hết, mình phải giải quyết tiếp. Rồi bên ngoài á, thì bao nhiêu cái áp lực, bên trong thì tật bệnh nó đủ thứ. Cho nên rồi cuộc sống của mình á, nội ngoại thân tâm gì nó đủ thứ rối rắm. Mà nếu mà không tu nữa thì nó làm sao đây? Thân của mình thì bệnh tật liên miên, tâm của mình thì não phiền đủ thứ. Bên ngoài mình đi làm thì bị người ta lấn áp mình, về tới nhà thì gia đạo không yên. Trời đất ơi, khổ không? Rồi bây giờ lại hoay đi vô chùa. Ở ngoài đời nó phiền não quá, đi vô chùa tìm an lạc. Tưởng đã làm sao, an lạc không có, toàn ăn mặn không. Tôi gặp người này cho tôi muối, tôi gặp người kia cho tôi nước tương mặn chát. Rồi bắt đầu mình bắt chịu hết nổi, mình la lên. Trời ơi, ngoài đời khổ quá, tôi chui vô chùa, ai nhờ trong chùa khổ giống nhau. Bởi vậy cho nên mình tu để làm gì? Để làm sao mỗi giây phút mình trở về được với mình và nói thân tâm mình thanh tịnh. Người đệ tử về gặp người thầy. Ông thầy nói, con ở đâu mới về? Nói, dạ bạch thầy, con ở mới ở West Edmonton Mall về. Ông thầy nói, ta nghe nói hôm nay cuối tuần West Edmonton Mall ồn ào lắm phải không? Người đệ tử chắp tay thưa, dạ bạch thầy, nhưng mà thế giới của con an ổn. Ông thầy nói, khá, khá. Nghĩa là sao? Bên ngoài nó có ồn lắm phải không? Nhưng mà người đệ tử không trả lời câu đó, nói bạch thầy, dù ở bên ngoài có lao sao nhưng lòng con vẫn an tịnh. Bằng cách người trả lời, người đệ tử nói sao? Bạch thầy, tâm trong lòng con có an tịnh. Mà nói theo cái nguyên văn là quốc độ con an ổn. Quốc độ tức là nội tâm của con an ổn. Vậy thì ngoại cảnh không quan trọng, quan trọng là nội tâm. Giống như mình nói, ở ngoài người ta có nói gì mình không có lo,
miễn trong nhà mình hiểu nhau, thương nhau là quan trọng. Còn mình không hiểu nhau, mình không thương nhau thì bên ngoài họ tác động liền, cho nên gia đình mình cứ lục đục. Đức Phật dạy một cái người sống trong gia đình đó, không nên mang rác ở ngoài vô nhà và không nên mang rác trong nhà ra đường. Trong một cái bài kinh mà nói về hạnh phúc gia đình đó, nghĩa là sao? Đừng mang cái chuyện trên trời dưới biển ngoài đường vô nhà hoài, trong nhà nó lộn xộn. Rồi chuyện trong nhà của mình thì nói tùm lum tà la ra hết, để cho ở ngoài người ta tác động. Cho nên rác á, cho nên quý vị thấy không, ô nhiễm môi trường. Mình cứ đem rác ở ngoài vô nhà rồi mình đem rác ở nhà ra đường. Có một hôm Đức Phật nói đừng mang lửa ngoài đường vô nhà, đừng mang lửa ở trong nhà ra đường. Cũng giống như mình vậy, ngồi tu thì 5 phút, 10 phút là mình thấy mỏi mệt rồi. Mà cầm cái phone hỏi chuyện người ta đó, hỏi hết giờ này sang giờ khác. Nhiều khi hết cái phone rồi nói đợi tôi chút nghe, tôi đổi phone. Đó. Trong giờ phút này thân tâm mình thanh tịnh. Bây giờ mình nói nè, không còn hoa dạng. Không còn hoa dạng là đối với bên trong. Bên trong á, không còn, không để cho cái phiền não nó làm cho mình bị lượp, nó không có còn đủ khả năng nó gạt mình nữa. Cái chữ hoa dạng á, cái chữ hoa dạng là tiếng Việt dịch lại, tiếng Việt mình dịch là hoa dạng. Ở trong bản nguyên văn tiếng Hán thì gọi là xiểm khúc, tức là dối gạt. Không có dối gạt. Phiền não nó hay dối gạt mình. Tức còn thân mình không còn hoa dạng. Dạ muôn phần. Dạ cô về khỏe. Dạ. Thân tâm thanh tịnh không còn hoa dạng, không còn vướng mắc. Cái chữ vướng mắc trong tiếng Hán, trong cái bản nguyên văn tiếng Hán của Thủy Sám gọi là chướng ngại. Mình tu là mình chỉ mong làm sao trong lòng mình không bị phiền não, bên ngoài không bị những cái chướng ngại. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mỗi tối mình muốn tụng kinh, mà giờ ở trong nhà mình không có cái chỗ. Bây giờ cái tivi nó cũng nằm gần cái bàn Phật, mà hễ mình tụng kinh á thì ông xã không vui là tại vì ông không coi được cái tivi. Nhất là tới cái mùi football, tới cái mùa football, cái mùi hockey, cái mùi đá banh á, mà ông không được xem á thì ông phiền. Cho nên nhiều lúc á mình muốn tụng kinh mà không được cái thuận duyên á thì cái đó gọi là cái chướng. Nhưng mà bây giờ á mình tập, nếu mà lỡ bị cái chướng bên ngoài á thì mình tìm làm sao đừng để cái bị chướng bên trong. Bây giờ thôi, bây giờ mình rút vô phòng mình tụng cũng được. Còn nếu mình không tụng được lớn thì mình tụng nhỏ. Ví dụ bây giờ mình ra trên ngoài bằng phòng khách mình tụng cũng được. Nhưng có một cái điều là mình không tụng lớn được, tại vì trong nhà chưa có quen. Nói chung á là cuộc sống của mình có khi nó bị hai thứ, bên trong và bên ngoài. Nhưng bên ngoài có nhiều khi mình không có chủ động được, là tại vì nó là cái chuyện xảy ra hàng ngày. Nhưng mình có thể làm chủ được bên trong. Bây giờ mình tu không được kiểu này, mình tu kiểu khác. Giống như bây giờ đó, ở cái xứ của mình là thắp nhang nhiều là không được rồi đó. Thì mình khỏi thắp nhang. Không có cái kinh nào mà nói tụng kinh phải thắp nhang hết á. Mình không thắp được một cây hương hình tướng thì mình thắp cây hương lòng. Ngay cả khi nãy mà mình cầm cây hương bốc khói vậy đó, mà mình cũng nói đệ tử chúng con thành tâm dâng nén hương lòng. Hương lòng là tấm hương đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình tới chỗ nào mình cúng mà không có hương, không có nhang, có đèn, không sao, mình thắp hương lòng, thắp cái nhang tâm của mình. Cho nên đó là mình đừng có nghĩ lầm là mình phải thắp nhang mới được. Nhưng mà thường thường cái hương đó, đó nó thiêng liêng, nó biểu tượng cho sự giao tiếp,
Nhưng mà ở những hoàn cảnh chúng ta không có cái hương thì chúng ta chí thành tâm hương một nén. Một nén tâm hương. Cho nên thường thường á, quý vị đi chùa đó, quý vị dự những cái đại lễ đó, quý vị sẽ nghe ta nói vậy nè: đã đến giờ hành lễ, chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức niêm hương bạch Phật. Chữ niêm là sao? Niêm là cầm lên. Cầm lên gọi là niêm hương. Còn chữ niệm là sao? Niệm là nhớ. Cho nên trong kinh sách mà để chữ niệm hương là không đúng. Hương có gì đâu nhớ mà tưởng. Hương là phải cầm lên, cho nên là niêm hương. Niêm là cầm cái hương lên. Mình dâng cái hương lên ngang trán là niêm hương. À, niêm hương xong rồi bây giờ mình đưa những cái ý tưởng của mình ra, cho nên gọi là bạch Phật. Niêm hương bạch Phật, cầm hương lên trình Phật. Như nãy đó, cái lễ sám hối của mình, thầy chủ lễ quỳ xuống cầm cái hương lên gọi là niêm hương. Niêm hương rồi nói: hôm nay là ngày rằm tháng 5 năm Quý Tỵ, đệ tử chúng con vâng lời Thế Tôn Di Giáo, tập hợp đại chúng thiết lễ sám hối tụng giới gì đó. Thì những cái giây phút đó là chúng ta làm gì? Bạch Phật. Bạch tức là trình, là thưa. Cho mình thắp hương lòng. Đệ tử chúng con sám hối rồi, thân tâm thanh tịnh, không còn hoa dạng, không còn vướng mắc. Mình tu mình phải tập cho mình bớt cái vướng mắc. Ví dụ bây giờ mình ghi cái tên cầu An, cầu Siêu gì đó, mà giờ cái họ của mình, cái tên chữ lót của mình nó dài quá mà ta rút ngắn lại, miễn sao nó cũng cái ý đó. Ở xứ Mỹ này nhiều khi nói gọn chứ đâu có ai, có giống như là người nào mà công tằng tôn nữ gì đó làm đâu viết đủ đâu. Có nhiều khi mình lấy cái chữ chính thôi, tôn nữ gì đó, thí dụ vậy. Cho nên khi mình không còn phiền những cái nhỏ nhỏ đó vậy đó, thì gọi là không còn vướng mắc. Đích thị là lúc sinh thiện diệt ác. Đây, cái giờ phút mà chúng con thân tâm thanh tịnh rồi, thì đây là lúc chúng con sanh cái niệm thiện, diệt cái niệm ác. Bây giờ Pháp Hòa nói lại một lần nữa, thế nào gọi là thiện, thế nào gọi là ác. Niệm thiện là sao? Thiện là gì? Mình nghĩ cái gì mà để nó tăng lợi ích cho người thì gọi là thiện. Mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì, mình nói cái gì mà nó làm tổn giảm cho người thì gọi là ác. Chữ thiện, chữ ác, nói lại đó. Thiện là tăng ích, ác là tổn giảm. Thí dụ bây giờ á, mình nói một cái lời không tốt về người kia là mình tổn giảm cái thanh danh của người ta. Mà trong khi đó mình cũng tổn giảm đi cái phước ở nơi cái khẩu của mình. Cho nên người kia tổn giảm thì chính mình cũng tổn giảm, chứ không phải người kia tổn giảm mà mình được lợi đâu. Mình tổn giảm cái phước của mình. Bây giờ mình nói một cái điều lành cho người ta. Thí dụ bây giờ cái người kia sắp mất rồi, mà mình biết con cái của họ không có tốt, mình cũng đâu nỡ lòng nào mình tới mình nói cho người ta nghe. Nói: bác ơi, bác sắp mất rồi, con nói thiệt cho bác nghe. Con bác xấu thế này thế kia, con nói để cho bác đi an lòng. Đúng là an lòng. Nói xong nghe chết tức quá, chết sớm. Không phải vậy. Cho nên á, mình nói cái gì thật sự á, cái người kia có xấu á, mình không nói thì cái bản thân người đó cũng đã hiểu biết. Còn bây giờ mình nói ra nó tổn giảm cho người và cho mình. Cho nên cái thiện cái ác ở chỗ đó. Nên cùng phát thêm bốn thứ quán sát. Bây giờ thân tâm con thanh tịnh rồi, con sanh thiện diệt ác rồi, bây giờ con khởi lên bốn cái ý niệm, bốn cái quán tưởng. Để làm gì? Để làm cái phương tiện diệt trừ tội ác. Bởi vì á,
tội của mình đó, nó cũng có những cái phương tiện nó tạo cho mình sanh tội. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ có những cái phương tiện để nó làm cho mình hết tội. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Đây là phương tiện nha. Thí dụ như bây giờ ở trong đầu mình á, nó đủ thứ những cái mưu mô để mình lường gạt người ta hết. Thì cái mưu mô đó là gì? Đó là phương. Rồi mình gặp những quá cho mình gạt người ta cái một. Thí dụ bây giờ mình thấy cái bà già đó đó, không biết tiếng Anh, chữ nghĩa không biết, nói năng không biết. Mình đem rồi mắt thì lờ mờ nữa. Mình đem cái món hàng gì mua rất là rẻ, mình tới mình nói bây giờ bác con thấy tội, con thấy thương bác quá, con quý bác lắm á, con mới để cái này cho bác đeo đó. Bác đeo cái này bác mạnh giỏi, bác hết đau hết nhức gì đó. Mình mua có 50 cent là bán ta 500. Thì cái bà già đó tại không hiểu tiếng Anh, mắt lờ mờ thì là phương tiện để mình gạt nè. Rồi sẵn trong lòng mình cũng đầy đủ những cái lời nói để mình gạt, đó là phương tiện để sinh tội. Cho nên trong Bồ Tát giới cũng nói thấy không, mình á có cái nhân giết, rồi có cái duyên để giết, rồi có cái phương tiện để giết, rồi có cách thức giết, cho nên tạo tội. Quý vị nhớ không? Nhân giết, duyên giết, cách thức giết. Nhân giết là sao? Mình có cái nhân của sự giết. Giống như mình gặp con bây giờ nào, mình có cái nhân sát không? Có. Rồi bây duyên giết là sao? Con mũi nó đậu. Mà cái cách thức của đập mũi là sao? Đập. Cho nên hồi xưa ta, cái người đập mũi người ta cũng nói nha, ta nói vì mày mà, vì tao mà tao phải đánh mày, vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Đó, đập mũi đó. Tức là vì tao mà tao phải đánh mày. Tức là mày cắn tao đau quá phải không? Đây nè, vì tao mà tao phải đánh mày. Nhưng mà cũng vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Mình đập con mũi cái bóp thì mình cũng chịu luôn cái tát đó. Chứ mình có cái nhân. Bây giờ mình có cái nhân ăn cắp không? Có. Rồi mình có cái, rồi cái duyên ăn cắp là sao? Ta để đó sẵn quá mà không lấy uổng. Nhân ăn cắp, duyên ăn cắp là cái món hàng nó sờ sờ đó. Bây giờ cách thức nè, đi ngang giả bộ lấy cái tay áo. Trời, tay áo này rộng lắm, không ai biết đâu. Thí dụ vậy đó. Cho nên là nhân giết, nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp, tạo tội. Cho bây giờ mình mới trong này mới nói á, bây giờ mình quán sát bốn thứ để làm phương tiện diệt trừ tội lỗi. Như Pháp Hòa nói nãy đó, cái tội của mình đó, nó cũng có cái duyên, cái phương tiện để mình tạo tội. Thì bây giờ mình tu rồi, mình phải chuyển, mình phải tạo những cái nhân duyên nào để giúp cho mình hết tội. Cho nên quý vị thấy chư tổ thương mình, tạo cho mình phương tiện để chúng ta hết tội. Bây giờ tạo phương tiện bằng cách nào? Bắt đầu các ngài viết sám pháp cho mình tụng. Đây, Nguyễn Văn Thủy Sám này là do Ngộ Đạt Quốc Sư nè. Ngài tập hợp chư tăng lại, rồi ngài bắt đầu ngồi viết ra, chư tăng thêm ý, góp ý, sửa chỉnh bản văn, cuối cùng thành ra bản văn sám hối đặt tên là Thủy Sám. Rồi Lương Hoàng Sám là do Hòa Thượng Chí Công tập hợp chư tăng, ngồi ròng rã suốt bao nhiêu tháng trời để ngồi viết ra những cái lời văn đó. Rồi để mà vì ai mà sám hối? Đầu tiên là vì vua Lương Võ Đế, vì vợ của ông là bà Hy Thị chết đọa làm con rắn kêu rên trong hoàng cung. Cho nên ông vua ông sợ quá, ông cầu hòa thượng làm lễ sám hối. Hòa thượng mới viết cái văn thủy, cái văn Lương Hoàng xong. Cái văn đó xong rồi bây giờ đặt tên là Lương Hoàng Sám Pháp, tức là phương pháp sám hối của vua họ Lương. Cho nên kêu là Lương Hoàng. Hoàng là hoàng đế, Lương là cái họ ông vua. Rồi sau khi mà tụng tới cái quyển năm, thì đang tụng như vậy thì trên cung, trên hư không xuất hiện một bóng dáng của một người nữ mặc áo trắng, lạy xuống và cảm tạ chư tăng, nhờ chư tăng sám hối mà bây giờ con được giải nghiệp.
con xin thâm tạ cái ơn đức của chư Tăng. Thì mới biết là bà Hy Thị thoát kiếp. Từ đó cái quyển Lương Hoàng Sám bắt đầu mới truyền ra nhân gian. Và chúng ta vẫn gọi là Lương Hoàng Bảo Sám. Như vậy thì tội của chúng ta cũng có phương tiện để tạo tội. Thì ngày nay chúng ta cũng sẽ có phương tiện để chúng ta hết tội. Và bây giờ ai vì chúng ta mà tạo đấy? Chư Tổ. Chư Tổ chịu khó nghiên tầm trong kinh điển, ngồi đó viết ra cho mình những cái văn sám hối. Giống như cái Hồng Danh Bảo Sám đó, lại 89 vị Phật đó, xong rồi tụng một cái đoạn sám hối đó, mà nằm ở trong cái quyển nghi thức tụng niệm mà chúng ta thường tụng đó. Ai viết cái sám đó? Ngài Cam Lộ, hiệu là Bất Không. Mà khi mà Ngài viết ra và Ngài đem những danh hiệu Phật, Ngài soạn trong kinh, Ngài soạn những danh hiệu Phật trong kinh, rồi Ngài soạn những cái lời, và cuối cùng á, Ngài lấy cái phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện, 10 cái câu nguyện của Đức Phổ Hiền, Ngài lồng vô trong đó. Ngài lồng vô trong đó. Và bây giờ có cái câu là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si, nó trích tự trong đó ra. Cho nên Lương Hoàng Sám, Thủy Sám, Đại Bi Sám, Dược Sư Sám, Hồng Danh Bảo Sám, tất cả các cái sám hối đó, chư Tổ vì ta mà tạo phương tiện, tạo phương tiện cho chúng ta. Vậy thì quý vị hiểu hai chữ phương tiện. Cũng giống như bây giờ mình ngồi thiền đau lưng quá, thì bây giờ các vị lại phương tiện vì ta mà chế cái bồ đoàn cho mình ngồi. Bây giờ mình niệm Phật loạn tâm quá, các ngài chế sâu chuỗi cho mình lần cho hết loạn tâm. Đó, quý vị nhớ chữ phương tiện là vậy đó. Tức là những cái phương pháp nào tiện lợi để cho chúng ta hành lễ. Bây giờ ở trong này mình cần phải quán sát bốn điều để làm cái phương tiện hết tội. Điều thứ nhất là phải quán sát nhân duyên. Bây giờ trong này ngài mới nói rõ cho chúng ta biết quán sát nhân duyên là quán làm sao. Quán sát nhân duyên là xét tội lỗi của chúng con đây xuất từ vô minh, từ những tư tưởng không phải hiền lành, từ cái lý do không có sức mạnh của sự chánh quán, nên đã không thấy tội lỗi của mình, không gần thiện hữu là Phật Bồ Tát, chạy theo đường ma, đi vào cái ngõ cong mà lại hiểm, như cá cắn câu, không biết tai họa, như tầm làm kén, tự quấn tự buộc, như con thiêu thân nhào vào lửa ngọn, tự thiêu tự đốt, vì lý do đó không thể siêu thoát. Đó là lý do thứ nhất. Bây giờ cái nhân duyên của mình á, tội lỗi, cái nhân duyên mà làm cho mình sanh tội là cái gì? Đầu tiên là nói vô minh. Tại vì mình vô minh, vô minh là không sáng suốt. Vì mình không sáng suốt, cho nên mình mới sinh ra cái tư tưởng, mình mới có những cái nhìn sai lầm. Chữ vô minh á, nghĩa là mình mê lầm, không sáng suốt. Vì mình vô minh, cho nên mình mới sanh ra những tư tưởng không hiền. Từ cái lý do không có sức mạnh của sự chánh quán. Chánh quán là gì? Tức là quán sát một cách chân chánh. Thường thường mình quán sát một cách tà, chứ không có chánh. Phá Hòa nói ví dụ, mình thấy cái người cứ đi ngang cái phòng kia một cách rất là nhanh, cái thì mình nói không biết cái người đó mới lấy cái gì trong đó ra. Tức là mình không biết gì hết, nhưng mà mình chỉ nhìn sơ cái thì mình lại quán và mình xác định và mình nghi ngờ. Thường thường mình ít khi nào mình nghi cái lành lắm. Mình nói cái lành, mình suy nghĩ cái lành, mình nghi cái quấy trước. Dụ như bây giờ cái người kia mình mới vừa đi vào trong cái phòng đó, mình trở ra thì mình mất tiền, mất của, thì bắt đầu mình suy nghĩ coi hồi nãy ai là người cuối cùng đi ra. Đó, thí dụ vậy. Cho nên trong này mình nói mình có những cái, mình có một cái sức mạnh
cái lực, cái sức mạnh là trong nguyên văn gọi là lực. Nhưng mà cái lực của mình không phải là chánh quán mà tà quán. Cho nên trong này nói không có sức mạnh của sự chánh quán, gọi là chánh tư duy đó, nên đã không thấy tội lỗi của mình. Nếu mà mình mà có cái sự chánh quán á, mình thấy cái lỗi của mình nhiều hơn mình thấy cái lỗi của người. Cái điều này á, đọc tới đây thì Pháp Hòa nhớ tổ Ấn Quang á, ngài có nói một câu như thế này: tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Khi ngồi tỉnh tọa thì hãy nên thấy cái lỗi của mình, mà đừng thấy, đừng rồi những lúc mà chúng ta ngồi nói chuyện chơi cho vui với nhau đó, đừng có bàn chuyện tốt xấu của người. Tỉnh tọa thường tư kỷ quá, chữ quá là lỗi. Thường tư tức là thường suy nghĩ, kỷ quá là lỗi của mình. Tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm, nhàn đàm tức là đàm luận những lúc rảnh rỗi đó, lúc rảnh rỗi nói chuyện, bất luận, đừng có luận chuyện tốt xấu của người, gọi là nhân phi, đừng nói cái lỗi của người. Rồi ngài nói thêm câu nữa: hãy thường thấy mọi người xung quanh ta là Bồ Tát, còn ta là kẻ phàm phu. Ngài Ấn Quang dạy vậy đó. Cho nên cái lời dạy của ngài á, nó không có dài, một cái bài, một cái đoạn văn ngắn, nhưng mà nó sáng ngời những cái ý tứ tu hành ở trong đó. Cho nên chúng ta gọi là lời dạy sáng ngời, bởi vì chữ Ấn Quang á, là cái ánh sáng của một cái sự ấn chứng. Trong này mới nói không thấy tội lỗi của mình. Vì không thấy tội lỗi của mình nên mình đã làm gì? Mình không có gần thiện hữu. Thiện hữu là ai? Thiện hữu là bạn lành. Mà bây giờ bạn lành của mình trong này nói là Phật với Bồ Tát. Ngày hôm qua Pháp Hòa giảng cho người Tây Phương á, Pháp Hòa mới nói rằng trong Phật giáo có một cái từ gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là những người biết sống cho người và đôi khi quên mình. Mà nếu quý vị nhìn kỹ, quý vị thấy cuộc sống quý vị hàng ngày quý vị gặp Bồ Tát. Chẳng hạn như buổi chiều thứ sáu quý vị đi lên chùa ngồi thiền, quý vị vừa bước vào chánh điện, quý vị thấy tọa cụ Bồ Đoàn xếp ngay hàng thẳng lối hết. Bây giờ mình chỉ có cái việc là vô ngồi thiền thôi. Vậy thì ai là cái người xếp cái đó? Bồ Tát thường xếp kinh, những vị Bồ Tát xếp kệ xếp gối đó. Rồi mỗi chủ nhật mình đi chùa, sát giờ mình mới đi lên tới chánh điện, cái mình tụng thời kinh, xong cái mình xuống mình nghe bài pháp, cái mình rảo vòng, cái mình có một dĩa cơm. Ở đâu có chén cơm đó? Bồ Tát ở trong bếp đó. Cho nên mình mới thấy rằng trong cuộc sống của mình Bồ Tát nhiều lắm. Còn nếu mình không có quán sát như vậy á, thì mình thấy trời ơi, xung quanh mình toàn là yêu tinh quỷ quái không à. Con mình là mình là Phật Bồ Tát à. Mình nói tôi cũng muốn tu lắm chứ, mà cái quỷ nó không cho tôi tu. À, ai cũng quỷ hết à. Mà mình quên là mình cũng nghe sao, bàn tay của mình á, ít nhất cũng có ngón như Từ Hy Thái Hậu vậy, ngón út rồi nè. Cho nên á, mình không có thấy của mình, không gần thiện hữu là Phật Bồ Tát, mình lại chạy theo đường ma. Chạy theo đường ma tức là ma đạo. Chữ ma là gì? Ma nói cho đủ chữ là ma ra, tiếng Phạn đó. Và vì không có cái chữ nào dịch hết được cái ý ma, cho nên giữ nguyên chữ. Và ma nghĩa là gì? Tiếng ma, chữ ma ta dịch là đoạt mệnh. Đoạt tức là diệt, mệnh tức là cái mạng của mình. Nó diệt đi cái thân mạng tuệ giác của mình thì gọi là ma.
Ma nó có bốn loại: ma phiền não, ma ngủ ấm. Ngủ ấm tức là cái thân này nè, sắc thọ tưởng hành thức nè. Thôi bây giờ mình đừng có nói ngủ ấm ma, mình đừng có nói thiên ma, mình đừng có nói tử ma, mình nói con ma kia thôi. Phiền não ma. Có đúng là phiền não ma nó là đoạt mệnh của mình không? Trời ơi, nghe một bài pháp xuống mình nói trời bữa nay hay quá, giảng hay quá trời quá đất. Ra tới cửa xe, ai quẹt xe mình cái trời đất ơi, mình đứng mình hò hét lên, mình nói trời là trời, ai mà lái xe thế này thế kia. Mà quý vị đâu có biết là chùa có bao nhiêu chiếc xe là bị quẹt đủ bao nhiêu chiếc. Mà quý thầy có nói gì đâu. Nếu mà mình giận tức, bây giờ người ta cũng không biết ai. Bây giờ mình đứng mình la lên là rõ ràng hồi nãy mình an lạc vô cùng. Mình la một chập rồi thì vẫn cuối cùng cái câu trả lời là I don't know who. Rồi thì mình cũng đi vô xe mình về nhà. Mà mình lại để cho con ma phiền não đó nó làm cho mình một trận. Cho nên có đôi lúc á, Pháp Hòa thấy á, có những cái nhỏ nhỏ, chẳng hạn như người ta bích xe mình chút, mình chạy ra mình cũng dùm đó. Đây sẵn Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là hôm rồi đó, có người đậu xe bên cái bãi đậu xe của cái ấp bạc kế bên chùa. Thì đậu xe trật rồi mà người ta ra người ta nói mình còn chửi lại người ta nữa. Thì cái người hàng xóm đó họ mới viết cho Hòa cái lá thư. Họ mới nói rằng tôi yêu cầu thầy phải dạy lại cho tín đồ cái phép lịch sự. Đậu xe ở chỗ tôi mà tôi chưa có nói gì hết mà còn nói những cái lời bất kính. Người ta kêu là tiếng Anh nó kêu là impolite, tức là mình nói những cái lời không tế nhị. Thì mấy chú mới ra mở thùng thơ thì thấy cái thơ đó chỉ là một cái tờ giấy vi ghi, bỏ một thùng thơ chùa thôi, đem vô cho bà coi. Bây giờ mình biết ai nói. Đọc xong cái đó rồi thì mình cũng thấy nó út dột. Đó. Rồi bây giờ cái lỗi là lỗi của mình phải không? Rồi đôi khi mình cũng vậy. Người ta lỡ đậu xe mà người ta bích xe mình chút, mình cũng tháo quát lên. Trời ơi, nhiều cái bữa chủ nhật cái nghe, ăn cơm không yên á. Người này vô réo, thầy coi nè, đậu xe vô ý vô thứ. Phật nói trời ơi, người ta không có cố ý đâu, nhiều khi người ta bí quá ta đậu đại. Thì thôi bây giờ mình Phật tử với nhau không. Cho nên Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là thôi cha. Cho nên chữ ma là vậy đó. Ma là khi nào nó đoạt đi cái sự bình an trong tâm mình thì là ma. Con ma này không phải tóc dài đâu, không phải là nanh vút gì đâu. Đôi khi cái đầu nó trống trơn nó cũng là ma được. Bởi vì con ma đó nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho nên trong kinh điển đó nha, người ta định nghĩa chữ ma đó. Ma là gì? Đoạt mệnh. Ngăn cản mình, trở ngại mình là ma hết. Đi theo đường ma, chạy theo đường ma, đi vào cái ngõ cong mà lại hiểm. Có cái con đường nào mà thẳng, có nhiều khi thẳng mà ít nguy hiểm hơn cong. Bởi vì có những lúc mình quẹo cong cong vậy nè, quý vị đi đường Vancouver quý vị thấy, ở trên này thì vách núi, ở bên này thì một cái hố sâu. Và những lúc mà mình đi cái đường cong như vậy là phải cẩn thận lắm. Tại vì nếu mà không khéo thì trên kia họ quẹo qua mình không thấy. Hoặc là những cái đường cong đó mình lái nhanh quá mình có thể xuống dốc. Cho nên những cái chỗ cong đó phải để. Cho nên ở trên những cái tu viện mà người ta có con đường chạy vô xa đó, ta để sao? Xin lái chậm lại. Xin lái chậm lại.
Bây giờ mình đi theo con đường đó thì chẳng khác nào như con cá nó cắn cái lưỡi câu. Bởi vì tại sao con cá nó cắn cái lưỡi câu là tại vì nó thấy cái gì? Nó thấy cái gì mà nó cắn câu? Nó thấy cái miếng mồi. Mà nó quên rằng ở phía sau cái miếng mồi đó là một cái lưỡi câu. Cho nên mình cũng vậy à, nhiều khi mình thấy lợi một chút mình nhúng vào. Quý vị nhớ trong 10 điều tâm niệm Phật dạy không? Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì mất đạo nghĩa. Thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Làm gì cho ai đừng mong người ta hồi đáp. Mà hễ mình mong người ta hồi đáp, tức là khi mình làm mình đã có một cái mưu đồ là mai mốt ảnh sẽ trả lại tôi. Như con tầm làm kén tự quấn tự buộc. Con tầm mà nó nhả kén thì nó tự nó quấn, nó tự nó buộc. Như con thiêu thân nhào vào lửa ngọn. Quý vị đi xe ban đêm thì quý vị thấy. Mình mà đi xong một cái buổi tối ở đâu rồi thì thôi, biết bao nhiêu là sinh mạng của con thiêu thân. Mà điều đó mình không tránh được, bởi vì nó là tự thân của nó là con thiêu thân. Nó thấy ánh sáng là nó lao vào, nó thấy ánh sáng là nó lao vào. Mà nó đâu biết cái đó có thể là một ngọn lửa. Cái ánh đèn đâu có làm cho nó chết, nhưng mà cái tốc độ chạy xe ở đường trục lộ, đại lộ sẽ làm cho nó chết. Cho nên ở trong này nói bây giờ mình quán cái nhân duyên, rồi tất cả đều vì một hai chữ thôi: vô minh. Vì vô minh cho nên con cá nó không thấy ở sau cái lưỡi câu, cái ở sau miếng mồi là cái lưỡi câu. Vì vô minh cho con nên con tầm nó nhả kén rồi nó tự quấn. Vì vô minh cho nên con thiêu thân nó đâu có biết cái ánh sáng nó thấy đó là ngọn lửa. Mình cũng thế. Vì vô minh cho nên mình đâu có thấy. Mình nói cái đó là mình gây cái khẩu nghiệp. Mình làm cái đó là mình gây cái thân nghiệp. Mình suy nghĩ như vậy là mình gây cái ý nghiệp. Vì vô minh mình đâu có thấy rằng á, mình nói cái điều này làm cho vợ mình đau khổ, làm cho chồng mình buồn đau, thí dụ vậy. Trên cuộc đời này nếu mà ai cũng sống có chánh niệm hết, đâu có gì để nói. Đó là lý do thứ nhất. Cái nhân duyên của mình tạo tội là do vô minh. Bây giờ á, mình phải quán, mình phải tu từ cái vô minh chuyển thành minh. Bây giờ cái điều thứ hai mình quán sát. Quán sát quả báo là xét tất cả hành vi tội ác đều có tác dụng của sự luân chuyển, truyền từ quá khứ nói đến hiện tại đến cả vị lai. Đó, bây giờ quý vị để ý ha. Pháp Hòa Thường nói tất cả chúng ta mà có mặt ở đây đều là do nghiệp. Mình không có nghiệp mình không ở đây đâu. Cái cõi này là đủ thứ những cái lỗi lầm khổ não hết. Hồi chiều có một chị Phật tử gọi nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Thầy ơi, tại sao con khổ thế này, tại sao con khổ thế kia, làm sao con hết cái này, làm sao con hết cái kia. Pháp Hòa mới nói, chị ơi, nhà nào cũng có cái khổ hết chị ơi. Giàu có cái khổ của giàu, nghèo có cái khổ của nghèo, đẹp có cái khổ của đẹp, xấu có cái khổ của xấu. Ai cũng có khổ hết. Nội cái chuyện có thân này đã là có khổ rồi nè. Thử bây giờ cái thân này từ cái tóc xuống tới cái chân cái coi, có cái chỗ nào mà nó không tạp không? Cái tóc của mình á, mà 2-3 ngày mà không gội là nó hôi rồi. Con mắt mình ngủ dậy không rửa là nó dơ nè. Mũi mình dậy thức dậy không rửa là nó dơ nè. Miệng mình không đánh là nó dơ nè. Râu mà không cạo là nó xồm xàm nè. Da mình nó nhăn nhăn, nó đốm đốm là nám nè. Phải kiếm kem, kiếm gì sức lên nè. Từ ở trên cái tóc xuống tới cái ngón chân cái, không có cái chỗ nào mà không phải để tâm chăm sóc hết. Nó có cái thân là đã có khổ rồi.
Rồi chưa nói, rồi bây giờ mình khổ một mình chưa xong, rước thêm cục nữa để bên. Cái người kia thế này, thế kia, như thế này. Cho nên không có ai mà sanh trong cõi đời này mà không có những cái rắc rối. Bởi vì cõi này là cái cõi, sanh ra đây là phải tùy thuận cái nghiệp của nó. Ngày xưa Khổng Tử có nói một câu như thế này: Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Ta có khổ là bởi vì ta có thân. Nếu mình không có thân thì khổ nương vào đâu mà có? Vì mình có thân cho nên có khổ. Quý vị nghĩ là 20 tuổi không bệnh nữa, 20 tuổi cũng bệnh. Bệnh theo 20 tuổi. Tuổi nào cũng có bệnh hết. Có những em nhỏ rất là tội, sanh ra chỉ mới 1 tháng mà mổ 4-5 lần. Có những em mới vừa sanh ra là đã có vi trùng ung thư. Quý vị không có nghe, không có đi bệnh viện, đâu có hàng ngày Pháp Hòa nhận tên để cầu nguyện đó. Những cái danh sách mà mình đọc tên hàng ngày đều là có vấn đề hết đó. Không cái này cũng cái khác. Giống như Pháp Hòa giờ cái nó đau từ ở trên cái vai nó xuống, cái ngón tay cái nó cứ giật giật về, cái là phải đi châm cứu. Giờ để châm cứu rồi vô trong đó, ổng cho đâu 16, 17 mũi kim gì đó. Rồi ổng bấm, ông làm hồi cái mình thấy ổng hỏi đau không? Đau. Ổng nói làm hồi hết đau, về 2 ngày nay nó cũng đau. Nó đau tại ổng bấm mạnh quá. Thí dụ vậy đó. Cho nên không có cái gì cũng có khổ. Ăn ngon quá cũng khổ nữa. Tại vì bữa nào ăn dở chịu không nổi. Cho nên rồi mình mới thấy rằng á, cái nghiệp của mình nó từ quá khứ nó truyền tới hiện tại, nó đi tới vị lai. Có một vị hòa thượng á dạy như thế này: tu mà lỡ tu đời này không xong đừng lo, đời sau tu tiếp. Nhưng mà với một điều kiện, đừng có tạo nghiệp nữa, nghe không? Tức là nghiệp đời trước lôi mình tới đời này rồi, cho nên bây giờ mình ráng gồng gánh mình tu. Bây giờ cái nghiệp đời trước trả chưa hết, đùng một cái chết. Rồi sao nữa đây? Mình mang số nghiệp đi tới đời vị lai. Nhưng mà đời này á, mình đang trả cái nghiệp cũ mà không hay, không biết á, tạo thêm một mớ nghiệp của đời này nữa thì nó chồng chất. Cho nên tại sao mình luân chuyển 6 đường khổ đau không dứt mà nhiều lắm. Bây giờ mình thử kiểm coi, mình gãy một mối rồi cái là 2-3 tháng sau mình kiếm mối khác mình ráp vô, rồi cái mình bắt đầu mình khổ tiếp, cái mình nói trời ơi sao cuộc đời tôi trưng chuyên quá. Rồi mình ráp tiếp, cho nên rốt cuộc rồi nguyên một cái cây cầu mà toàn là chuyện một khúc cầu đã gãy không. Thay vì ta nói chuyện một chiếc cầu đã gãy phải không, mà ta gãy một lần thôi, mình gãy từng khúc. Chả trách gì mà chúng ta ruột đau 9 khúc. Bởi vì cứ mỗi một lần ráp gãy thì nó đau 1 khúc. Cho nên bên ngoài nó gãy thì bên này cũng gãy, bên trong cũng gãy theo. Nội ngoại nó liên hệ mà. Cho nên ruột đau 9 khúc. Mà tới hồi mình 9 khúc rồi là nó cũng bừ, nó cũng gì? Nó nhừ tử rồi. Làm cho con người ngập trong bể cả, đã không bờ bến lại suốt đêm dài. Mình ngập ở trong cái biển khổ rồi mà không có bờ bến rồi. Không có bờ bến là vô nhai, chữ nhai là bến, bến bờ. Lại suốt đêm dài bị quỷ não phiền cấu xé nhai nuốt. Mình ở trong cái biển đó rồi không có thấy bờ, rồi bị con quỷ phiền não nó cấu xé nhai nuốt mình. Sanh tử vị lai mênh mang vô bờ, nên dẫu được làm luân vương. Chữ luân vương á thống trị toàn bộ 4 châu loài người, phi hành tự do,
Có đủ tất cả bảy thứ quý báu, nhưng sau khi chết cũng vẫn không khỏi sa vào đường dữ. Thậm chế kết quả của bốn không định là cái quả báo cao nhất ba cõi. Nhưng khi phước hết thì phải đảo lại, làm thân con trùng nơi cổ con trâu. Ở đây nói rằng á, có một cái vị luân vương thống trị toàn bộ bốn châu thiên hạ, phi hành tự do, có đủ tất cả bảy thứ báo, nhưng chết rồi cũng không khỏi sa vào đường dữ. Cái chữ luân vương là nói tắt của cái chữ chuyển luân thánh vương. Ở trong các vị vua đó, thường thường một ông vua đó, ổng chỉ thống trị một đất nước thôi. Nhưng mà nếu á, nếu cái phone nó lên thì mình phải tắt. Quý vị đi nghe giảng làm ơn cất cái đó giùm. Thôi nghỉ. Hết giờ rồi. Hết giờ chưa con? Tiếng chưa? Để giải thích cái chữ luân vương. Luân vương là mình nói cho đủ là chuyển luân thánh vương, tức là một ông vua mà trên tất cả các ông vua khác. Ông cai trị tất cả các vị vua. Mà ông này không phải ông coi một nước đâu, ngài ông coi cả bốn châu thiên hạ. Thường thường theo như trong kinh nói, ở trong cái cõi này nó có một cái núi Tu Di ngay giữa, rồi bốn châu thiên hạ nằm bốn góc: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì cái cõi của mình là một trong bốn châu thôi, mình là Nam Thiện Bộ Châu. Vậy thì bên cạnh mình nó còn bốn châu nữa. Châu này là một cái châu thiên hạ, chứ không phải là châu lục của mình là Á Âu đâu em. Đây là cả một cái thế giới đó. Thì cái ông Luân Vương này là ông coi hết bốn cõi đó. Thì đặc biệt cái ông này á, là ông có bốn, ông có bảy cái loài quý báu. Là ông có cái gì? Thứ nhất là ông có xe báu, voi báu, ngựa báu, minh châu, ngọc nữ, cư sĩ và binh đội. Cho nên trong cái này dùng cái chữ bảy báo là bảy báo của một luân vương. Tức là một ông chuyển luân thánh vương, ông coi tất cả các vị vua khác á, ông được bảy cái thứ này. Và một ông nào mà được làm luân vương này, ông có điều bốn cái điều. Rồi người ta gọi là bốn cái phước của ông á. Sống lâu là một nè, không bệnh là hai nè, dung mạo đẹp là ba nè, kho báo nhiều là bốn. Như vậy thì muốn làm một luân vương á, không phải bình thường mình đánh thiên hạ mà được, mà phải do mình có đầy đủ phước báo mình mới làm luân vương được. Bây giờ mình nói ví dụ thôi. Mình nói ví dụ như bây giờ á, ở đạo Thiên Chúa có Đức Giáo Hoàng. Thì Đức Giáo Hoàng á, là được bầu lên là coi hết tất cả các giáo dân Thiên Chúa ở thế giới này. Thì cái ông này á, không phải là ổng có quyền lực, ổng lấn áp ai mà ổng được, mà ổng do cái đức và cái phước của ông để toàn giáo dân người ta bầu lên. Mình nói ví dụ vậy đó. Thì cái vị giáo hoàng này cũng phải có cái phước đức, chứ không thể nào mà lấy quyền lực để mà có được cái chức vị này. Thì trong Phật giáo chúng ta có một cái chức gọi là tăng thống. Tăng thống tức là vị tăng trưởng coi hết tất cả chư tăng ở trong cái đất nước đó, chúng ta gọi là tăng thống. Thì vị tăng thống này cũng vậy, người ta bầu lên đó là do cái gì? Do cái đức hạnh của vị tăng thống đó, chứ không thể do quyền lực của vị tăng thống. Thở đây chuyển luân thánh vương cũng vậy, là do phước báo đạo đức của cái vị đó, chứ không phải là do ông có được cái gọi là cái quyền hành gì và lấn áp người khác để ông làm bá chủ của các cõi. Cho nên trong, nhưng mà một cái vị luân vương như vậy, khi hết cái phước rồi thì vẫn đọa lạc như thường,
Thì ở đây muốn nói rằng tất cả chúng ta đừng có nghĩ rằng đời này mình được cái phước báo là giàu có, ở nhà cao, cửa đẹp, hay là thân tướng mình đẹp đẽ. Nói chung là dù mình có bất kỳ một phước báo nào thì cũng chỉ tạm thôi. Khi cái phước này nó hết thì chúng ta vẫn đọa lạc như thường. Hay nói một cách gần gũi là không cần biết anh giàu cỡ nào, anh sang cỡ nào, anh địa vị cỡ nào, cái cuối cùng của anh là cũng sẽ chết. Anh cũng sẽ già, anh cũng sẽ bệnh. Đó là cái luật chung. Khi cái thọ mạng đã hết thì anh nhất định chết. Vậy thì luân vương cũng thế. Dù là phước báo thế nào đi nữa, rồi thì cũng vẫn luân hồi sanh tử. Cho nên á, tại sao mà nhà Phật nói là mình tu á, sanh tới cõi trời chưa tốt, chưa phải là cao. Mình cầu về cõi trời phải không? Nhưng mà cõi trời hết phước vẫn còn rơi rớt. Bây giờ mình nghĩ có những vị sống ở đây cũng sống ở cõi trời đó, phước báo đầy đủ, nhưng mà khi cái phước nó hết thì mình vẫn rơi rớt. Thôi hôm nay mình tạm thời mình nói tới đây thôi, tuần sau mình nói tiếp. Mình không đủ giờ để nói hết bốn cái quán. Mình nói hai cái quán rồi: quán nhân duyên, quán quả báo. Tuần sau mình sẽ ôn lại một chút trước khi mình qua tiếp. Và xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ xin đại chúng cùng